Chùa Pháp Bủ tọa lạc tại số 1/4 đường Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa mọc lên nguy nga tráng lệ với lối kiến trúc hiện đại nằm ngay mặt tiền đường. Có thể nói đây là một trong những ngôi chùa lớn nhất tại huyện Hóc Môn. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại vẫn đang có mặt tại một trong những ngôi chùa rất là đẹp và lớn nhất huyện Hóc Môn. Đó là chùa Pháp Bủ, nằm ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn nha mọi người. Mọi người hãy cùng theo chân Mẫn để khám phá ngôi chùa Pháp Bủ này nha. Điểm đầu tiên khi mình vào trong, bước vào sân chùa thì mình sẽ thấy một ngọn núi nhưng tạo rất là đẹp, đó là Linh Sơn Phật Cảnh nha mọi người. Đây, mọi người sẽ thấy rất là một tượng mẹ Phật Quan Âm rất là cao, và sau đó là sẽ thấy rất là nhiều cái tượng khác nhau ở trên cái Linh Sơn Phật Cảnh này. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Mẫn để mình khám phá ngọn núi Linh Sơn Phật Cảnh này nha mọi người. Để tìm đọc. Khi mình vào trong địa tiên động này thì đầu tiên mình sẽ thấy là năm mẹ ngũ hành nha mọi người. Năm mẹ ngũ hành tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cầu mọi người đến đây thường là cầu bình an và cầu cho công việc thuận lợi. Và một điểm mình cũng rất là thích và rất là đặc biệt ở cái Linh Sơn Phật Cảnh này, thần tài thổ địa rất là lớn nha mọi người. Ở đây thì còn có thờ ngài Quan Công nha mọi người. Đây là đường lên đỉnh núi này cho mọi người. Thì đây là cái bảng hướng dẫn của đường lên núi. Đầu tiên là mình sẽ thấy La Hán Động này. Lầu 2 sẽ là Thư Viện Thiên Tiên Động. Rồi đây là những cái chỉ dẫn mà những cái lưu ý khi mình đến với chùa nha. Tầng 1 sẽ là thờ Diêu Trì Địa Mẫu. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến Thiên Tiên Động. Nơi đây sẽ thờ Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu. Lên tầng 2 sẽ là không gian của La Hán Động. Ở đây chúng ta sẽ thấy thờ Ngài Phật Thích Ca và 18 vị La Hán. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là thờ Phật Di Lặc nha mọi người. Điểm đặc biệt nhất mỗi khi nhìn vào tượng Phật Di Lặc đó chính là nụ cười hoan hỷ bất diệt, là tấm lòng bao dung độ lượng không bờ bến. Tướng nụ cười của Phật cho người nhìn cảm giác vô lượng từ tâm, thanh thản nhẹ nhàng. Đây là thờ tôn tượng của Tam Thế Phật. Không gian ở chùa rất là rộng rãi, thoáng mát và đặc biệt rất là nổi bật bởi những cái hàng cột màu xanh ngọc rất là đẹp.
Và sau đây xin mời mọi người hãy cùng di chuyển với Mẫn lên chánh điện nha mọi người. Thì trước mắt thì mình đây sẽ là hai tượng ngài Bồ Tát Khuyến Thiện và Trừng Ác. Thì Khuyến Thiện và Trừng Ác thì luôn luôn có mặt ở những tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam. Xin chào mọi người, hiện tại đây là khu vực chánh điện của chùa Pháp Bổ nha mọi người. Xin mời mọi người hãy cùng theo chân Mẫn để mình vào bên trong khu vực chánh điện của chùa Pháp Bổ có gì đặc biệt nha. Điểm đặc biệt đầu tiên các bạn có thể thấy khi bước vào chánh điện chính là trần của chánh điện rất là cao mọi người, và kết hợp với những cái màu xanh rất là đẹp. Và phía trên chánh điện, trên trần nhà thì chúng ta sẽ thấy những cái khu vực rất là nhiều hình ảnh tranh vẽ về các tôn tượng Phật như ở Tây Phương. Hai bên dãy nhà của chánh điện thì có vẽ những cái bức tranh kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cảm giác của mình khi đến với lại chánh điện của chùa Pháp Bổ là một không gian yên tĩnh, thanh tịnh, rất là trang nghiêm bởi những cái tượng Phật rất là đẹp, và những cái cột màu xanh cũng làm cho cái chánh điện trở nên uy nghi hơn rất là nhiều. Có thể nói chánh điện của chùa Pháp Bổ là một trong những cái chánh điện của các ngôi chùa ở Việt Nam có lối thiết kế rất là độc đáo. Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn tâm linh an yên và thanh tịnh, nếu có dịp đến với Hóc Môn, chùa Pháp Bổ sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua. Cảm ơn Trung Trần đã giúp Mẫn hoàn thiện tập vlog này. Xin cảm ơn mọi người đã xem. Nếu có yêu thích về du lịch tâm linh, có thể đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.